một cuộc triển lãm các mẫu thiết kế quảng cáo đã diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày đầu tháng 3 năm 2007. Tác giả của những tác phẩm này là những học viên Việt Nam của Trường Thiết kế và Truyền thông ở Singapore. Đây là những bài làm tốt nghiệp của các bạn. Những mẫu thiết kế đã thực sự gây ngạc nhiên lẫn thích thú cho các chuyên gia cũng như những sinh viên trong nước về tính chuyên nghiệp và sáng tạo. Thì trước tiên là khi xem các tác phẩm đề tài tốt nghiệp của các bạn sinh viên trường School of Communication thì chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng về cái kết quả và cái chất lượng đào tạo của các bạn. Và cái cuộc triển lãm ngày hôm nay đối với các bạn trẻ sinh viên Việt Nam thì rất là bổ ích. Đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi thấy rằng là rất là cần thiết. Qua những tác phẩm của mấy anh chị mà em xem xung quanh đây á, thì thấy là đẹp, chuyên nghiệp, khá ấn tượng. Theo em thì mỗi bài triển lãm ở đây thì đều có một cái hay riêng. Thì qua mỗi bài thì thấy được cái thể hiện riêng của mỗi người, đồng thời nhìn được qua cái gam màu thể hiện thì biết được cái tính cách cũng như cái phong cách riêng của mỗi người. Thành công của những nhà thiết kế tham gia triển lãm là kết quả 2 năm học tập nghiêm túc tại Trường Thiết kế và Truyền thông ở Singapore, SCD. Là một thành viên của Học viện Nghệ thuật Truyền thông Chatsworth, SCD là trường dạy kết hợp tiếp thị, quảng cáo và thiết kế duy nhất tại Singapore. Trường bao gồm những giáo viên chuyên nghiệp có mục tiêu đào tạo chuyên sâu cho những ai ham thích ngành quảng cáo, tiếp thị và thiết kế. Có thể nói, thế mạnh của trường chính là giáo viên. Chúng tôi tuyển những giáo viên chuyên nghiệp để đào tạo tất cả học viên sao cho có chất lượng. Học viên của chúng tôi rất đa dạng, có người đã đi làm, có người là sinh viên mới vào đại học, có người là sinh viên mới tốt nghiệp. Chúng tôi giúp họ bằng cách mời những chuyên gia trong ngành đến trường để học viên học trực tiếp từ những người đã rất thành công này. Từ đó, các bạn có thể hiểu được công việc ngoài thực tế là như thế nào. Được học với những giáo viên giàu kinh nghiệm thực tế như vậy là một lợi thế đặc biệt với những người đi học. Ở trường mình thì đội ngũ giáo viên và những người làm trong trường là rất là thân thiện. Ví dụ như là thầy giáo thì thầy là những người đi làm, có công ty riêng. Thì cái lúc mà mình học thì những cái chuyện in ấn, những cái kinh nghiệm sẽ bị lỗi như thế nào thầy cô đều hướng dẫn hết. Em rất là thích về cái giáo viên của trường. Giáo viên vì họ rất là nhiệt tình và họ giảng dạy rất là chuyên nghiệp. Đối với những cái vấn đề khó, những vấn đề nan giải và đối với những sinh viên nước ngoài nữa, người ta rất là để ý và chịu giải thích nhiều lần nếu mà mình không hiểu. Em thích trường này bởi vì cái giáo viên. Giáo viên thì rất là nhiệt tình. Tại vì giáo viên luôn hướng dẫn tụi em và để cho tụi em thoải mái trong cái việc mà suy nghĩ và sáng tạo. Bên cạnh đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, SCD còn thu hút học viên ở cơ sở vật chất tốt và trang thiết bị hiện đại. Nằm tại khu trung tâm thương mại của Singapore, SCD được thành lập và bắt đầu tuyển sinh vào năm 2005. Chỉ trong 2 năm, đã có hơn 100 sinh viên ghi danh theo học tại trường, trong đó gần một nửa là sinh viên Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng, các lớp học được thiết kế nhỏ, gọn, chỉ gồm vài học viên. Ngoài chuyên ngành thiết kế quảng cáo, trường còn mở những lớp học tiếng Anh hỗ trợ cho các sinh viên nước ngoài với phương pháp thực tiễn và dạy nghề. Học viên của SCD có một ưu điểm là tự tin, đặc biệt là khả năng trình bày trước đám đông, vốn là một điểm yếu của sinh viên Việt Nam. Đó là nhờ những buổi tập thuyết trình trong lớp mà nhà trường thường xuyên tổ chức. Bên cạnh đó, để tăng tính thực tế cho chương trình học, SCD còn tạo điều kiện cho học viên tham dự những cuộc triển lãm, hội nghị quảng cáo quốc tế và giới thiệu học viên đến thực tập tại các công ty quảng cáo. Với chất lượng đào tạo như vậy, học viên SCD đều sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của ngành ngay khi tốt nghiệp.